Đang xuống ở lay mà, lay phải. Thế kia cứ áp cho cứ ủ. Đây thì mà để phá rồi. Thì nó kéo ủ. Cháy chúng nhận ôm lá. Cái nắng không? Để tan nhiễm rồi hết đó thì kịp nhắn nhá. Thế thì miết nhỉ? Thì kể buồn. Buồn thì còn không như thế. Thế cái chỗ cũng đi hạ phai mà. Mình sẽ chắc chắn này. Đi hạ phai thì đã sợ. Đấy, dạo của cháu. Thế còn nữa à? Cứ lò. Bây giờ thằng ấy để chay cháu cô cháu bố một cái nia quá vừa luôn. Dạ vừa chậu chị cho dạ chay thì chay nó tay nó nhanh lắm chậu một tay rồi chay khi mà sắm tiền á sắm thằng rồi cứ bị chị nhận đấy á chay cái nhìn đấy bác sĩ nhiều thứ lắm không buồn mà mày phải cho nhiều phải cho đi rồi ta cái nào tôi đi buông chỗ này mà ta nó lên lai lại thì sao lại dậu mày thì cắt lau nhỉ.
Dầu thì cá thứ mặn lâu cái hôi cho nhận lưu mà xong muốn cái thế đảng vụ hết tư tế lắm đáng vụ em vẫn nuôi chay biết mẹ em coi là chia nè cái nhận nè chế xăm rồi em phải chuyện ăn nải kì cả túng ủi không còn còn xăm hả toàn chuyện nào nhận ô hồi thì chèn câu ấy đi đòi hả ấy? Mẹ cũng sẽ không biết bán à, đi đòi hả kiểu bằng nhau. Mà chú cứ cho thăm thăm giờ cam rồi thì cam thì đấy còn chút gì đây. Chiến cái xăm tiêu tế đây đuôi nè
vậy. Nó mới chặn máy quá. Ra miếng tao nhặt. Chỉ bị bỏ đó. Thiếu phan thì tôi hoàng nhặt chứ. Mà những cái cần thế chạy chạy nhặt à, thế chủ nhặt à. Thật tốn thế chủ nhặt đấy. Chuyến cung à? Pa đây là quân là cái xe mới mày thấy nhỉ? Chuồng thì cứ tẩy như thế này, cái kia nó nặng, chạy toàn này, chạy thẳng này, đi nói tụi quấn, yêu mấy lò, à, đồ cho lá, dạ. Tốt này. Dạ. Dưới này mà thấy mà tỉ phía này đông lá. Nó chuồng tỉ phải chịu bụi lu hoài cái tiêu ơi, trần đi mãi à, đi lãng lưu này, bài gù mãi rồi tụt o nhành, hoài mà mình có chở thì mãi tụt án rồi. Nặng đặng chứ, vừa kia thì cốt chứ mà nhỏ không biết vô hút nữa mà thấy rồi nó khi liếu lên đâu thế à. Rồi.
dặn thôi phải dở đau đó mình dở nữa. Bảo tôi to đấy, bảo